Là nhân chứng lịch sử của một thời đạn bom, một thời hòa bình, cầu Long Biên anh hùng đã tạo nên dấu ấn và tình yêu Việt Nam trong tim các dân tộc thế giới, tạo nên lòng tự hào dân tộc cho người dân nước Việt. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo tàng cầu Long Biên cùng một số đơn vị tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Cầu Long Biên, cây cầu huyền thoại. Cuốn sách Cầu Long Biên, cây cầu huyền thoại là tuyển tập các bài viết và các sáng tác thơ ca của nhiều tác giả do kiến trúc sư Nguyễn Nga làm chủ biên, chất chứa biết bao hoài niệm, tình yêu và khát vọng về cây cầu biểu tượng của Hà Nội. Cuốn sách Cầu Long Biên, cây cầu huyền thoại ra mắt mong muốn phác họa nhân chứng lịch sử dưới các góc nhìn khác nhau, góp phần vào kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt của cầu Long Biên để di sản này mãi trường tồn. Tại sự kiện còn có khu trưng bày triển lãm Cầu Long Biên nhằm truyền tải sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giúp công chúng chiêm ngưỡng vẻ đẹp và khám phá những câu chuyện, thông tin thú vị về cây cầu lịch sử. Đặc biệt, tại chương trình, 20 tác phẩm về cầu Long Biên cũng đã được bán đấu giá trực tuyến. Theo ban tổ chức, toàn bộ số tiền thu được trong hoạt động bán sách và đấu giá tranh sẽ được gây quỹ xây dựng cầu và ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.